Ông ơi, gã nhà giàu mới chuyển đến làng mình ấy, còn nghe nói đang tổ chức bữa về nhà mới hoành tráng lắm, mời mọi người trong làng đến dự cơ mà. Giàu thì cũng chỉ là dân ngụ cư, dám chơi trội để chứng tỏ mình giàu có hơn ông đây chứ gì. Nhưng mà còn lâu mới vượt qua được ông nhớ. Ấy, ông ấy là người gốc làng mình đi làm ăn xa, về lại quê hương, chứ không phải là dân ngụ cư đâu ông. Riêng việc mua lại dinh thự ở đối diện đó đã đủ chứng minh gia sản ông ấy cũng không phải dạng vừa. Giờ lại còn vung tiền ra để làm cỗ đãi mọi người nữa chứ, cũng không ít tiền đâu nhá. Chắc chắn là không thể nào giàu bằng ta được. Được rồi, để ta tới bữa tiệc về nhà mới của hắn xem sao, để xem hắn chơi trội thế nào hay cũng chỉ là dạng nổ mà thôi. Mời mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình tới tham dự bữa cơm thân mật với tôi. Toàn người làng với nhau, bác không phải câu nệ đâu. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Bữa cơm rất ngon và toàn những món xịn sò. Cảm ơn mọi người. Giờ chúng ta đã là hàng xóm, tắt lửa tối đèn có nhau rồi. Tôi hy vọng mọi người và tôi sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ tại nơi đây. Mừng ông về lại làng mình sau nhiều năm xa cách. Rượu ngon thật đấy. Ồ, cạn chén nào. 1, 2, 3. Yo. Rượu này mà mọi người cứ khen ầm lên. Tôi thì tôi thấy nó quá bình thường. Thậm chí á, ở nhà tôi còn có một loại rượu thượng hạng ngon hơn thế này nhiều ấy chứ. Thật vậy à? Vậy phiền ông bữa sau cho tôi được đến cùng ông thưởng rượu và đàm đạo. Nhà của tôi chỉ tiếp những bậc quan lại, những người giàu có trong vùng thôi. Còn ông, tôi chưa kiểm chứng được là giàu thật, hay nhỡ đâu chỉ là cái vẻ ngoài thích chơi trội mà thôi. À, thật ra tôi cũng chỉ là có chút tiền thôi, chứ không phải là giàu có gì cho cam. Đấy, tôi biết ngay mà, ngữ này làm sao mà nhiều tiền được. Chắc mời mọi người sang ăn một bữa cũng là có ý đồ cả thôi. Tôi thì lại chẳng nghĩ vậy. Với tôi á, ông Lục là giàu nhất vùng này rồi đấy. Đúng vậy, từ trước tới giờ có ai làm hẳn một bữa cỗ linh đình để mọi người hưởng thụ thế này đâu chứ. Ô hay, các ông nói thế khác nào ý bảo tôi keo kiệt bủn xỉn ấy hả? Thì chẳng thế. Có ai ăn được của phú ông dù chỉ một hào một cắc không chứ? Có giỏi thì phú ông thử tổ chức một bữa tiệc để mọi người tới thưởng thức xem nào. Cứ để xem, rồi sẽ có một ngày ta cho các người thấy rằng ở cái vùng này ta là người giàu có nhất. Thôi thôi được rồi, ngày vui mà, mọi người cũng không nên căng thẳng làm gì, cứ ăn uống tự nhiên đi ạ. Đúng đúng, 1, 2, 3. Yo, yo. Đồ ăn ngon quá, cảm ơn ông vì bữa ăn này nhá. Rõ là vẽ chuyện, cố tình chứng tỏ mình là giàu có à? Còn lâu mới giàu hơn ta nhé. Hôm nay mọi người đến đông đủ thế này tôi rất mừng. Tôi có chút quà là một chút gạo. Mong mọi người sẽ có bữa cơm thật ngon cùng với gia đình ạ. Cha cha, ông tâm lý và hào phóng thật đấy. Cảm ơn ông nhé. No, không về đi. Con đứng đấy làm gì? Dạ, con đang chờ để lấy quà. Ông nhận chủ nhà chu đáo thật ông ạ. Cho mọi người trong làng ăn no, giờ lại được thêm quà mang về nữa thì còn gì bằng. Đúng là cái lũ người nghèo như các ngươi chẳng hiểu chuyện gì cả, dễ bị mua chuộc lắm. Vâng, thế thôi, ông không nhận gạo thì về trước đi, để con nhận xong lát con về. Đúng là làm trò, cố tình chơi trội đây mà. Gớm, tưởng giàu có cỡ nào, ai dè chỉ cho được người dân một nhúm gạo bé tí. Tưởng phải là một bao to cơ chứ. Đúng là làm trò. Đã vậy á, mình phải chơi trội hơn, để xem ai giàu hơn ai chứ. Nhanh nhanh cái tay nó lên, làm gì mà lề mà lề mề thế hả nô? Dạ, ông ơi, sao tự dưng ông lại sai con mang gạo cũ ra là thế nào ạ? Chỗ gạo này để lâu rồi, chắc hồi phải biết. Hồi cái gì mà hồi, gạo này vẫn mới, ai chẳng ăn được. Giờ
Ngươi đong cho ta thành những túi gạo lớn, lớn hơn của lão Lộc nghe chưa? Để ta phát cho mọi người trong làng. Sao ạ? Phát cho mọi người á? Ông có đùa không ạ? Gạo này thì ai ăn được? Cái gì mà không ăn được? Ăn được hết. Lão Lộc ấy muốn ra oai với mọi người. Ta phải làm một bọc gạo to hơn lão, để mọi người trong làng thấy ai mới giàu, mới oách hơn. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Nhanh nhanh cái tay lên. Mọi người đang ở nhà lão Lộc chuẩn bị về rồi. Phát gạo lúc đó, họ mới so sánh được gạo của ta hơn của lão Lộc chứ. Ai cũng có phần. Hôm nay phú ông mở kho phát trần, mọi người mau tới nhận nào. Phú ông lạ thật đấy, tự nhiên lại đi phát gạo. Chắc là muốn hơn thua với ông Lộc đấy mà. Nhưng bọc gạo của phú ông tôi thấy to hơn hẳn của ông Lộc ấy. Đúng rồi, phú ông giàu có thế cơ mà. Đấy, ai cũng thấy ta giàu hơn hắn mà. Ôi, gạo của phú ông hôi, ẩm lắm, không ăn được đâu. Ôi, là gạo cũ mọi người ạ. Ôi giời ơi là giời, bố thí cho người ta đồ hỏng, đồ mốc thế này á. Thử hỏi Long Thanh ở đâu không biết. Ôi trời, trong bọc gạo của ông Lộc có tiền này. Đúng rồi, những năm hào cơ đấy. Ôi là thật này, ôi đúng là có Lộc thật đấy. Ừ, ông ấy thật là tốt. Có lẽ biết năm vừa rồi chúng ta mùa màng thất bát, muốn giúp mọi người, nhưng sợ mọi người ngại ngùng nên mới làm cách này. Chẳng bù cho phú ông, ai đời giàu có lại cho gạo mốc thế này cơ chứ. Đấy, con đã nói với ông rồi, keo kiệt làm gì. Giờ thì tiếng xấu của ông á đồn khắp làng rồi đấy. Im đi. Bực thật đây. Cứ tưởng rằng ra oai được, ai ngờ lại bị thua lão Lộc đáng ghét đấy chứ. Sao mình biết được lão lại nhét tiền trong bọc gạo cơ chứ. Thật là bực mình. Wow, mát quá bà. Đúng là gió biển có khác hơn hẳn gió làng mình. Chả bố anh, mới ra khỏi làng ít hôm mà đã chê làng mình rồi. Mát thật mà bà. Ở đây tuy thích nhưng làng mình vẫn là số 1. Nếu cháu thích, năm nào bà cũng dẫn cháu đi chơi, chịu không? Yeah, cảm ơn bà. Thích thế này mà cha mẹ cháu không đi, đúng là phí của giời. Thôi, cháu đi chơi một vòng quanh biển đây ạ. Này, đi cẩn thận đấy nhá. Vâng ạ. Đến cái không khí ở biển, nó cũng có mùi khác lạ. Mặn mặn, ngon ngon, thích thật đấy. Bọn Hồng Xiêm mà được ở đây cùng á, có phải là càng vui hơn không? Ôi, một con rái cá bị thương này. Rái cá là loài động vật quý hiếm, nếu mà lột ra đem bán ấy cũng được ối tiền đấy. Con đi chơi biển với bà mà gặp ấy là nhớ phải mang về cho cha đấy, có biết không? Con nhớ rồi thưa cha. Nếu mang con rái cá này về cho cha bán lấy tiền, chắc cha sẽ vui lắm đấy. Biết đâu lại thưởng nóng cho mình ấy chứ. Mình để tạm con rái cá ở đây, ra tìm xem còn con nào nữa không mới được. Ôi, chán quá, tìm mãi mà không được thêm con nào. Không biết bọn chúng trốn đi đâu hết rồi. Xoài, cháu đi đâu mà để bà tìm mãi thế? Cháu đi tìm rái cá bà. Tìm rái cá à? Tìm làm gì thế? À, cháu nghe cha cháu nói nếu mang rái cá về lột ra bán sẽ được rất nhiều tiền. Lúc nãy cháu tình cờ bắt được một con nên tính bắt tiếp để mang về cho cha cháu bà. Nhưng mà đi mãi chẳng bắt thêm được con nào, chán như con rán ấy. Vậy à, thế con rái cá cháu bắt được vừa nãy đâu rồi? Cháu để nó trên phiến đá đằng kia kìa. Lúc cháu bắt là nó đang bị thương bà. Bà ra đây mà xem. Ơ, con rái cá đâu rồi? Rõ ràng cháu để nó ở đây mà. Có vệt máu dưới đất này, hay là con rái cá đã bò đi rồi? Cháu bảo nó chỉ bị thương thôi đúng không? Bị thương thì chắc là vẫn đi được đấy. Lẽ nào lại như thế? Bà cháu mình đi theo vết máu đi, cháu không muốn để sống mất nó đâu. Ơ kìa, Xoài, chờ bà với. Vết máu dẫn đến cửa hang này,
có khi nào đây là ổ của nó không? Bà cháu mình vào xem đi. À, con rái cá kìa bà. Thì ra nó trốn về đây thật. Ơ, hình như nó đang cho hai con bú bà. Vậy cháu hãy để rái cá mẹ làm tiếp thiên chức của nó đi. Đừng chia rẽ mẹ con chúng nữa. Dạ. Cháu thấy không? Động vật cũng có tình cảm như con người vậy đấy. Rái cá mẹ tuy bị thương đến mức sắp chết, nhưng vẫn cố lết về hang cho con bú vì sợ con mình đói. Những con rái cá con mới thật ngây thơ, đáng yêu làm sao. Bây giờ cháu bắt rái cá mẹ đi là khiến mẹ con chúng bị chia cắt. Rất đáng thương. Chúng cũng biết buồn, biết đau khổ như con người đấy. Bà không đồng tình với việc cha con cháu nói muốn bắt rái cá để mang về bán đâu. Như thế là có lỗi với động vật lắm. Cháu hiểu không? Cháu hiểu rồi bà. Cháu sẽ không bắt rái cá mẹ nữa. Cháu không muốn đám rái cá con phải buồn đâu. Ừ, cháu trai của bà ngoan lắm. Cháu sai rồi. Từ giờ cháu sẽ không đi rình bắt rái cá nữa bà. Tốt rồi. Bà cháu mình cùng cầu nguyện cho rái cá mẹ mau khỏi, để còn chăm sóc đàn con của nó nữa nhá. Vâng ạ.